Chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi săn bót nha mọi người. Lâu lắm rồi chúng ta không làm một chuyến đi săn bót. Thì cái team của tôi hôm nay là toàn ác cầu lôn thôi. Là toàn thì tôi thì bản chất cũng làm gì có ác ngon đâu đúng không mọi người. Đấy là một con đây là một con thích khách này. Đây, một con thích khách, một con chiến sĩ và một con kỵ sĩ, nói chung là ba con tay ngắn. Đấy. Thì hôm nay cái map chúng ta sẽ đi săn đó là cái map gọi là map À không phải đây, chỗ này gọi là map đằng mộ Long Đế nha mọi người. Tu combo đây. Map mộ Long Đế nha mọi người. Đấy. Thì cái map mộ Long Đế này thì chúng ta sẽ săn từ đây trước. Từ đây các bạn có nhớ một cái con gọi là cái con chúa tẩy lanh chúa báo thù không? Đấy. Chúng ta sẽ săn con này trước. Đấy. Lanh chúa báo thù nha mọi người. Lại chùa báo thù đây. Lại chùa báo thù. Đúng rồi. Lại chùa báo thù. Đấy. Đây là cái con rồng này thì là con này thì đột phát một luôn, con rồng này khôn nó chỉ lấy thôi. Nó đâu nhỉ? Con này tôi có một cái còn một con pet hủi luôn ở đây rồi. Tôi nhớ có một con lanh chúa báo thù ở đây mà nhảy. Hay là bố nào đi săn rồi? Giờ nó hay lo ở đây này. Quái lạ. Để tôi thử chuyển kênh xem nào. Bạn đợi tí tôi thử. Đây à? À đây đúng rồi các bạn ơi, đây đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Về thôi. Về. Phẹt. Ôi. Châu vãi trưởng luôn các bạn ơi. Ui rồi. Sao nhỉ? Nó nhầm nhọt gì không mà đánh mãi rồi này. Ui. Rồi, từ từ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, chúng ta phải 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 tổ chúng ta phải add cái vị trí này vào. Xây vào vào vì chúng ta phải tính đến khả năng chúng ta bị dã chết các bạn ạ, chúng ta bị dã chết thì chúng ta phủ lên nó mới nhanh. Tôi thì tôi không có máu rồi, cái con này có máu đấy đâu. Rồi gọi là búp tất cả những cái gì có thể búp. Con này của tôi có tiền không? À có 33k kìa. 33k chẳng nhẽ không mua được mấy cái bình máu à? Mấy cái bình máu này 1000 luxury. Cái này được 100. Mua thử xem nào. Không biết là mỗi lần cái này ăn được vào được bao nhiêu. Con này được 1 triệu máu à, 1 triệu máu thì cũng không nhầm nhỏ cho lắm các bạn. Đây rồi, tôi sửa lại chỗ này thì anh sửa lại thành 70% đi, 80% đi cho nó lúc nào cũng có máu. Mẹ con thủy công là con nào đây?
Ôi, con này vẫn có lúc giật dẹo thế này cứ à. Ôi con này sắp tèo rồi các bạn ạ, sắp quăng tèo rồi. Tỷ lệ quăng tèo là rất cao, con bot này khỏe thế nhỉ. Đúng là cái bản này nó cho tiền thì ra nó khỏe vãi các bạn. Đây, đây 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 rồi, đây rồi, đây rồi. Request một trăm giờ phải gì kiểu hồi sinh luôn các bạn ạ, mất bao nhiêu gen nhỉ, hình như mất 100 gen các bạn ạ. Ơi thế thì thoải mái đi. Nhưng mà các bạn công nhận với tôi con này khỏe không? Khỏe thật đấy. Chúng ta đã đam được xem nào, chúng ta đam được 4 đến 5 phút rồi. Mà ba con. Và bây giờ chúng ta mới kiểu như là mới ăn được 50% của nó. Quá ghê gớm. Quá ghê gớm. Con thủy công là con này, là con ấy rồi, con led rồi. Ai quý vã luôn, đang có nhiều tiền mà có gen thì chúng ta cứ hồi sinh luôn các bạn, không có gen thì chúng ta lại về mộ địa. Ôi ôi tôi không nghĩ là nó trâu như thế này. Ở chỗ map này các bạn để ý sẽ còn một con nữa, là đấy là con nào nhỉ, đây này, tôi nhớ là có một con chỗ này này, và khi chúng ta vào mộ Long Đế này là con rồng, con đây 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 con trai Long Đế ấy, thì tôi săn được rồi ở ngay cái video đầu tiên thì phải, đây chính là nó đây, thì tôi săn được rồi thì không nói. Đây là con trai Long Đế thì tôi săn được rồi, nhưng mà ở trong cái map con trai Long Đế, tức là trong cái map này này, nó có mấy con bot nữa cơ đấy. Mấy con bot đấy theo tôi biết thì là chúng ta bắt được, theo tôi biết thì chúng ta bắt được nhé, bắt được, tôi sẽ thử bắt nó. Còn hôm nay chúng ta sẽ đi bắt con lãnh chúa phục thù, Rang Vlog lãnh chúa, Rang Rang Ravager, Ravager mình đọc Rang Hoover mẹ, nó đập con nào không biết. Đây rồi, con này nó có skill hút các bạn ạ, con này con bọn kỵ sĩ nó có skill hút đấy, thành ra là nó hay bị đam. Đù mẹ ơi sao nó quýt được nhỉ, đù mẹ quá nhỉ. Đây chúng ta về mộ địa các bạn, về mộ địa đi, chúng ta gặp ấy này, chúng ta gặp hit này, hit này bom full này đấy, xong rồi chúng ta gọi vé ra, xong rồi chúng ta phù lên vị trí đấy, các bạn hình dung không đấy. Sẽ được mỗi lần hồi sinh ấy à, hồi sinh còn Mỹ à. Ôi, chúng ta chết liên tục luôn. Mẹ nó đánh trâu vãi chưởng. Nếu mà các bạn không phù cái này ấy, thì các bạn chạy sẽ rất là lâu, rất tốn thời gian nhá. Cái này nó bị mất đam boss hay không thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà không biết mất đam boss không nhỉ? Kiểu như là chết hết thì nó lại phun máu ấy. Đấy, tôi cũng không rõ các bạn. Ôi ôi. Đó là hết máu các bạn ạ.
chi. Ấy, nhắc người đi xem nào. Ôi mẹ quá này, đã bị đớp máu nhanh thế nhở? Xong kỵ sĩ này bị đớp máu nhanh thế nhở, kiểu như là bịch thịt đi. Lại về rồi, lại về rồi, lại về rồi. Chết lần một lần hai nhanh lắm. Đâu mẹ ạ? Có sống sót được qua mùa đông không? Rồi. Khả năng con kỵ sĩ lại chết vào nữa các bạn. Châu vãi chưởng các bạn ạ. À không, con này là con ấy, không phải con kỵ sĩ, con này là con chiến sĩ. Ôi, về thành rồi. Châu thật. Mình đấm như này thì chết. Và nó. Rồi này em được rồi. Ôi ôi. 10 1 phút 12 phút một con. Thật là dã man. Bot khỏe này thì nó cho mấy cái đồ kia thật là vô nghĩa các bạn ạ. Đâu xem nào. Đây. Bắt được. Bắt được xem nào. Ôi mẹ trâu vãi. Kéo con này còn chết này. Các bạn đánh chết này. Vẫn còn chết các bạn ạ. Ôi nó còn tí mà nó kinh chứ. Ôi đủ mẹ. Ôi rồi. Không được các bạn ạ. Không được, không được, không được. Đủ đấy. Được rồi các bạn ơi, nếu mà được là nó sẽ hiện ra một cái con nhỏ nhỏ ở đây này, xong là các bạn sẽ bắt được này. Đủ mẹ, chúng ta sang kênh tiếp theo nhá. Ôi đủ thế này thì kinh vãi.
Này xem trường hơi căng các bạn có nhận không? Đây thôi. Đấy, chúng ta cứ thế mà phi vào thôi. Chưa biết làm sao, làm gì còn cách nào khác. Đã dùng cái gì luôn này, được mấy cái này này. À, cảm ơn năm xu cái này ngày xưa để làm cái gì nhá, click mấy cái áo này. Đây là bộ Xtal là V30 rồi đấy các bạn ạ. Má nó chứ. Ôi một con nó chết rồi. Ôi con nó chết đây. Về quê liên tục. Không biết là nó báo cái gì mà không gọi được, không biết. Tôi không nghĩ là nó trâu như thế này. Tôi chỉ nghĩ là nó có thể là nó trâu, nó búp lên tí thôi, nhưng mà ai ngờ. Mà nhá, cái con này nó khỏe hơn cả cái con trai lông đế các bạn ạ. Mẹ. Bọn này nó fit, nó tính toán cái gì ấy. Sao con này khỏe hơn cả con trai lông đế? Mà trong khi cái con pet con trai long đế nhiều người ấy chứ. Ôi má, về quê nhanh thế, sơ hở là về quê. Sơ hở là về quê các bạn ạ. Con này đam thường được sẽ có bốn mấy kia nhỉ, 100k kìa. À, lâu thế này một video được hai con các bạn ạ, kinh thật.
Cái con này nhìn nó cũng khá là ngộ nghĩnh, nó cầm cái rìu rách, gọi là cái rìu mẻ. Trang phục thì cũng không có gì, nhìn nó rách rưới lắm, bình bình nhìn bình bình các bạn ạ. Thì đây là cái map, gọi là cái map đây là như các bạn thấy là cái LV ở đây, để nó gọi là V17, là cái map, gọi là cái map LV từ ôi đang bốc phét mà lại tự nhiên lại đai rồi. LV từ 1 từ 10 đến 20. Ghê thật. Chết liên tỏ. Đây các bạn phải nhớ dùng cái này thì các bạn sẽ lên nhanh hơn. Ôi rồi còn Medusa nữa các bạn ạ. Đây. Tôi có tham vọng nhiều quá. Còn tôi muốn đi bắt cả Medusa nữa cơ. Kỵ sĩ thì đam nó hơi tồi tí. Ô con này lại chết. Tôi thề các bạn, nó đánh mấy con boss này chỉ canh giờ xong rồi, chỉ đợi chết xong rồi viếng rồi lại hồi sinh thôi. Chỉ đợi viếng rồi đi lại hồi sinh thôi. Không được cái nước gì. Nếu mà cứ như thế này thì một video tôi sẽ săn được khoảng 3 con. Còn xác suất không biết là săn mấy con thì sẽ bắt được con bé này. Không biết con này nó bao nhiêu máu nhỉ? Fisker Attack. Con này là đang vật. Còn thông tin rồi không ạ? Con này 5 sao các bạn ạ. Con nào về quê đây? Mẹ về quê liên tộc. Mấy con này sao nhỉ? Nó làm nó chết nhiều à? Chết nhiều không biết là nó cần cái điểm gì ấy. Quên bố rồi. Đấy, các bạn thấy thấy cái hiệu ứng không? Hiệu ứng của cái này không? Con rồng nó lượn lượn nhìn rất ngầu ấy không? Có con kỵ sĩ thì là nó sẽ hút đam, nó sẽ hút đam đấy các bạn. Đấy. Con kỵ sĩ nó có skill gì ấy? Tôi không nhớ nhưng mà nó tôi nhớ chỉ nôm na là nó sẽ hút đạn. Chị bo được có hai mấy nghìn kìa. Tồi vãi. Ôi hai con kia như là sắp chết cùng một lúc nha. Con này chết trước rồi. Ôi em thật rồi. Ôi vãi đái, hai con này chết cùng lúc luôn à? Mẹ.
Nhiều quá. Kể ra mà kiếm được một cái bản gọi là cái bản thuần đấy, cái bản gốc ngày xưa ấy. Ý là cái bản nó không búp ấy. Thì tôi rất hào hứng luôn, cực kỳ thích. Tôi đã thử rồi. Ôi mẹ. Tôi thử rồi các bạn, tôi đã thử, tôi không mở gói quà ra để lên 120 và tôi làm nhiệm vụ bình thường, nhiệm vụ chính tuyến, nhưng thế đéo là tôi làm nó lại vẫn áp cấp cho tôi. Thế là thôi tôi bỏ cuộc luôn. Chứ còn bản thân tôi đã dự định tôi làm một cái series video mà cứ để mình cày chay ấy, nhưng mà không thành đấy. Tôi mới quay được nửa video thì nó lại áp lên 110 mấy rồi. Thế là thôi, bỏ cuộc luôn, nghỉ chơi luôn. Gió mang em đi, em về đây. Hy vọng lần này bắt được. Ôi ôi, con nào đấy? Ôi mẹ kìa, nó vẫn tiễn về nhà được, sợ thật. Con này như chết phải tầm 3 4 lần, mỗi con boss là chết khoảng 3 4 lần. Ôi nó còn tí máu như kia nhưng mà chắc chắn nó vẫn tiễn thằng kỵ sĩ kia về quê. Ai vẫn tiễn bố này về quê như bình thường. Bây giờ nó đập nó bổ một phát 45k máu kìa. Đấy. Bổ hai phát chết đấy. Thôi về quê. Bổ kinh lắm kìa. Thế này mới thấy là mấy con boss kia thì nó trâu như thế nào các bạn. Thế này thì ước mơ Sanatula của tôi coi như là vứt xó rồi. Nó xong săn được. Đấy, con này 20 còn chật vật, này Sanatula thì chắc là vỡ mũi, vỡ mồm. Ôi đù. Á đù. Á đù. Aduh. Ơ okay. Kìa. Gì vậy? Gần 15 phút một con, dã man thật.
Hôm nay chúng ta săn được 3 con các bạn ạ. Mẹ tổ lâu thật sự. Xin chào đến với Reunion Boy. Hy vọng bạn sẽ thích game trong thời gian từ đây hôm nay à. Khoảng thời gian thì hy vọng bạn sẽ thích enjoy cho chơi của chúng tôi à. Hôm nay à. Là đấy. Xem nào, ở trên biển Bắc cũng có pet. Tôi nhớ như đây này, đây này, đâu ở đâu bản đồ này. Tôi nhớ nha. Ở biển ở đằng Atlantic lên này, xong là xia này, ở cái đằng này này, đây này, đúng rồi, Earthlin này, cũng có mấy con boss đấy, có mấy con, tôi nhớ có con cá mắt quỷ nữa cơ, cá mắt quỷ á, bé đấy, còn săn được nó hay không thì tôi cũng chưa biết đâu. Hôm nay nếu mà nhìn tình hình như này, tôi nghĩ là khả năng tôi sẽ búp, tôi sẽ cày một thời gian để cho đam chúng nó cao lên đó. Chuyện đánh như này lâu lắm các bạn ạ. Săn chỉ khoảng tầm 30 phút hay 5 phút thì đã đánh. Săn lên 15 phút một con thì nói thật là tôi cũng thấy nản, mà các bạn xem thì chối đúng không? Quá là lâu luôn ấy.